cho bà xong tại cái chỗ cho thuê xe đạp điện cho mọi người xem nha. Xe đạp điện bên đây thì nó không có to mà nó nhìn nó rất là nhẹ mọi người. Nó nhỏ, rất là nhỏ gọn nữa. Cảnh hôm nay cái chỗ bờ sông này nắng rất là đẹp mọi người. Mọi người thấy cảnh đẹp ghê không? Ghê. Đây nè, cái chỗ cho thuê xe đạp điện nè. Mình quan sát thì có hai màu thôi, màu đỏ với màu như màu đỏ với màu trắng thôi, không biết phía trong là màu gì, nhưng mà nó nhỏ gọn lắm mọi người. Mình ngồi đó là vừa, nhưng mấy người Tây ta ngồi lên nhìn thấy tội nghiệp chiếc xe lắm. Xe nè, nó có cái bảng nè, rent me $29.99 for an hour, 29.99 cho một tiếng đồng hồ. Này, mọi người thấy không, xe gọn ghê không? Cái cô bé chắc cũng người châu Á, ngồi lên rất là gọn. Như mình nói hồi nãy là nó nhỏ gọn nên nếu mà người Tây ngồi lên thì thấy tội nghiệp chiếc xe. Mình thấy đông người mướn. Còn kế bên là cái chỗ bán kem. Mọi người thấy cảnh đẹp không? Quá chừng đẹp thấy không?